Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đi Review và mình là Monster đây. Và Samsung Galaxy S10 Plus là một sản phẩm quá hot, có lẽ như là không có ai có thể là không biết về cái sản phẩm này. Và đối với sản phẩm này thì mình đã được sử dụng và trải nghiệm, hình như là tính tới nay thì cũng đã khoảng lâu rồi. Mình mượn hồi khi nào nhỉ? Không nhớ nữa. Nhưng mà cái vấn đề đó không quan trọng. Quan trọng cái vấn đề ở đây đó là mình cảm thấy Samsung Galaxy S10 Plus hoàn toàn mang lại cho chúng ta những trải nghiệm tốt và hoàn toàn xứng đáng cho chúng ta sở hữu. Và trong video này thì mình sẽ chia sẻ những cái điều mà mình đã trải nghiệm trong một cái thời gian dài và nó xứng đáng mua đến mức độ như thế nào. Chúng ta sẽ không nói dài dòng nữa và bắt đầu vào video ngay bây giờ. Và trước khi đi vào video, chúng ta sẽ đến với chuyên mục quảng cáo một tí xíu. Đó là hiện tại tại hệ thống di động thông minh thì đang có mặt sẵn hàng Samsung Galaxy S10 Plus. Thì các bạn có thể tham khảo mức giá thấp nhất tại di động thông minh, bấm vào link mình để sàn dịch vụ mô tả video, đi thẳng vào trang web di động thông minh nhé. Tham khảo giá bán cụ thể và cũng như là những quà tặng hấp dẫn để dành cho sản phẩm S10 Plus của chúng ta. Và tại di động thông minh thì có đầy đủ tất cả các mẫu mã Samsung, các bạn có thể tham khảo thử tại trang web của bên mình. Rồi, còn bây giờ ta sẽ quay trở lại với chiếc máy của chúng ta nha. Và chúng ta sẽ đi đến cái điểm đầu tiên, đó chính là phần thiết kế bên ngoài của máy. Chúng ta sẽ đi nói từ ngoài vào trong. Về trải nghiệm ban đầu cho thấy thì máy có một cái thiết kế trọng lượng khá là vừa phải, tạo cho chúng ta một cái cảm giác cầm thoải mái, không quá nặng nhưng lại có độ đầm tay. Và nó tính theo mình cảm thấy là nó hơi nhẹ để mà cho mình có một cái cảm giác cầm nó thoải mái hơn, không quá nặng để mà khiến chúng ta bị mỏi tay khi cầm. Và về tổng thể thiết kế thì máy hoàn toàn thiết kế vô cùng đơn giản nhưng lại đẹp và chất. Máy chúng ta sẽ được Samsung hoàn thiện rất là tốt. Sau một thời gian dài sử dụng và cầm chơi thì mình cảm thấy rất là hài lòng và rất là thích. Khi mà chơi game hoặc là xem phim này nọ thì đối với những màn hình lớn thường sẽ là rất là vướng víu. Nhưng mà đối với mình thì mình cảm thấy là cầm được cái Samsung Galaxy S10 cộng này nó hoàn toàn gọn trong lòng bàn tay và nó tạo chúng ta một cái cảm giác thoải mái hơn, gọn gàng. Mặt trước và mặt lưng đều được trang bị là kính cường lực Gorilla Glass nên vì thế là độ bóng bẩy của máy khá cao, giúp cho chúng ta một cái trải nghiệm cực kỳ sang trọng. Nhưng mà các bạn cũng nên lưu ý là nhược điểm của kính đó là bám vân tay nhiều và nó rất là dễ trơn. Nên vì thế là các bạn cần phải lưu ý chúng ta phải bảo quản cái máy chúng ta một cách thật là tốt nhất có thể. Bởi vì nếu như mà rơi vỡ thì nó sẽ gây chúng ta những phiền phức và nó sẽ tốn tiền của chúng ta. Đấy là những cái mà các bạn cần phải lưu ý nhé. Dòng S năm nay của chúng ta thì hoàn toàn không giống với là những dòng S năm trước. Nó sẽ không được bo cong ở bốn góc quá nhiều mà nó sẽ có một cái độ bo cong vừa phải. Và đây là mình cảm thấy nó rất là phù hợp. Tính sơ sơ thì nó cũng gần như là những cái dòng Note vậy, nhưng mà nó thực ra nó bo cong hơn một tí xíu. Nên vì thế là nữ cầm cũng sẽ có một cái cảm giác đẹp và nam cầm cũng sẽ có một cái cảm giác đẹp. Còn đối với những dòng S của năm trước này nọ, S8 Plus, S9 Plus hay là S9, S8 này nọ thì nó sẽ cong hơi nhiều. Nam cầm thì nó sẽ không có một cái sự gọi là mạnh mẽ hoặc là nam tính một tí xíu. Đa số thì nữ dùng thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng đối với sản phẩm này thì mình cảm thấy nó phù hợp cho cả hai và rất là đẹp. Và phải nói là về sản phẩm Samsung S năm nay thì đã hoàn toàn có sự bứt phá rất lớn trong cái mặt thiết kế. Khi đó chúng ta sẽ không còn cái những cái gọi là vướng víu về mặt thiết kế nữa, không còn những cái linh ta linh tinh về cái cảm biến qua dấu vân tay ở mặt lưng đặt sai vị trí này nọ. Thay vào đó chúng ta sẽ có một cái cảm biến siêu âm vô cùng xịn sò trong màn hình, khiến cho mặt lưng chúng ta trông vô cùng thoáng đãng và gọn gàng hơn. Và về tổng thể thiết kế thì nó hoàn toàn phù hợp với nhiều đối tượng và những màu sắc vô cùng tươi tắn. Đấy, nên là về mặt thiết kế thì mình đã chấm một điểm rất lớn cho cái sản phẩm Samsung S10 cộng của chúng ta. Rồi, chúng ta sẽ đến phần thứ hai, đó là về phần cấu hình ở trên máy. Có vẻ như là rất là nhiều người thích nhất ở Samsung đó chính là về phần chất lượng màn hình của chiếc máy. Nếu như xét về trải nghiệm thì đối với cái sản phẩm này mang lại chúng ta một cái độ sắc nét cao, màu sắc đầy đủ và cũng như đây là cái smartphone sẽ có một cái màn hình với chất lượng tuyệt vời nhất. Khi mà máy được trang bị một cái màn hình với kích thước là 6.4 inch, tích hợp công nghệ HDR10+, và đây sẽ là màn hình đẹp khi mà xét về dải màu, độ sáng, độ tương phản và nó tổng thể là rất là ok. Chưa hết, đối với sản phẩm S10 Plus của chúng ta sẽ được trang bị màn hình Infinity O, tức là màn hình được đục lỗ. Các bạn có thể thấy là trên phần màn hình của chúng ta sẽ được trải ra rất là rộng, viền trên, viền dưới cực kỳ mỏng. Và thay vào đó thì chúng ta sẽ không có bất kỳ một cái gọi là màn hình giọt nước hoặc là màn hình kiểu tai thỏi hết, mà chúng ta sẽ có một cái góc camera nằm ở bên cạnh phải bên đây, các bạn có thể thấy. Và đối với những người chưa sử dụng bao giờ thì nhìn có vẻ như là trông rất là vướng víu khi mà chúng ta sử dụng, bởi vì nó bị che đi một phần thông tin hay là những cái gì đó. Nhưng thật sự qua trải nghiệm của mình sau một thời gian thì mình cảm thấy là quen dần với cái việc này và nó hoàn toàn rất là không có cái gì gọi là vướng víu cả. Nó hoàn toàn mang lại cho mình một cái sự thoải mái, đặc biệt là chúng ta xem phim thì nó càng rất là thích thú khi mà chúng ta sẽ có một cái viền trên, viền dưới cực kỳ mỏng trong một cái màn hình rộng lớn. Và có một cái điểm đặc biệt, đó là những bạn nào mà chúng ta đang sử dụng S10 Plus và nhờ vào những cái màn hình đục lỗ như thế này thì nó đã có những cái bộ hình ảnh hình nền để mà giúp chúng ta có thể là che đi những cái khuyết điểm đó và tăng lên cái sự mới lạ cho cái máy của chúng ta. Và mình rất là thích về cái phần này, để những cái hình nền
nền trông cực kỳ thú vị và trông rất là bắt mắt luôn. Và bài nào chúng ta đang sử dụng những sản phẩm S5 này thì các bạn cũng thể thử nha, để thấy được cái sự mới lạ và cũng như là độc đáo trên cái chiếc máy của chúng ta. Và đối với cái sản phẩm này thì là phiên bản chính hãng tại thị trường Việt Nam. Và nếu như bạn nào chúng ta mua những cái bản Hàn Quốc thì nó cũng sẽ sử dụng chip Exynos 9820. Và mình đã sử dụng 2 tuần thì máy chạy cũng khá là ok, rất là nhanh, rất là mượt và không có nhiều hiện tượng bị delay như các thế hệ chip Exynos cũ. Và các cách bộ thông thường thì nó không quá là không có bị giật lag hay là cái gì cả, nó hoàn toàn rất là ngon lành. Nếu như chơi game nặng thì các anh em sẽ vô cùng phê. Và nếu như nói về PUBG Mobile thì chúng ta có thể hoàn toàn kéo lên được max setting cao mà vẫn có thể chơi mượt và không có tình trạng bị drop khung hình. Mặc dù là đối với cái sản phẩm này thì mình cảm thấy là Exynos vẫn cho chúng ta những trải nghiệm tốt, rất là mượt mà, rất là ok. Bởi vì đây là một con chip cực kỳ mạnh đến từ nhà Exynos. Nhưng trong thâm tâm của mình thì thật sự là mình cảm thấy mình thích Snapdragon nhiều hơn. Và không biết là có bạn nào giống mình không nha. Thì Snapdragon là một sản phẩm mà sẽ hướng tới những bạn nào chúng ta chơi game nhiều hơn. Nên vì thế là bạn nào mà chơi game thì chúng ta đa số sẽ chọn Snapdragon. Và làm về đồ họa thì cũng sẽ chọn Snapdragon, bởi vì GPU Arena của máy sẽ cho chúng ta những trải nghiệm tốt hơn một tí xíu. Ở đây là bạn nào mà có cảm giác giống mình thì các bạn hãy bình luận ở video để chúng ta cùng nhau bàn tán nhé. Còn chúng ta sẽ chuyển qua mục khác nè. Đối với cái sản phẩm chúng ta năm nay thì cũng rất là hot, nhưng mà đối với sản phẩm sẽ được trang bị rất là nhiều camera. Samsung Galaxy S10 sẽ được trang bị camera quá đặc biệt và quá chất. Hệ thống camera ở mặt lưng bao gồm một cảm biến 12 megapixel, khẩu độ thay đổi f1.5 đến 2.4, một ống kính tele 2x độ phân giải 12 megapixel, khẩu độ f2.4, và cuối cùng thì chúng ta sẽ có đó chính là cảm biến 16 megapixel góc siêu rộng 123 độ, khẩu độ là f2.2. Và sơ sơ thì ở mặt lưng chúng ta được trang bị 3 camera rồi. Chưa hết khi mà ở mặt trước chúng ta sẽ được trang bị thêm 2 camera nữa. Samsung S10 sẽ được trang bị camera 10 megapixel tự động lens nét dual pixel và có thể quay video 4K, và camera đo độ sâu trường ảnh với chất lượng 8 megapixel. Và tổng lại thì chúng ta sẽ có tới tận 5 cái camera cho cả trước và sau. Về chất lượng hình ảnh thì những hình ảnh đem lại cho thấy là quá xuất sắc, khi mà Samsung đã tích hợp công nghệ AI camera giúp nhận diện mọi chủ thể, vật thể, giúp chúng ta chụp ra dễ dàng và sẽ có những bức ảnh vô cùng đẹp mắt. Chưa kể là về những cái khả năng chụp khác ở trên Samsung, chúng ta sẽ có chẳng hạn như là chế độ super slow motion nè, rồi những cái chế độ quay timelapse này nọ, hoặc là những cái chế độ chụp thức ăn, hoặc là những chế độ draw chỉnh tay. Và chưa kể có một cái điểm mà mình rất thích, đó là về khả năng chống rung iOS quang học ở trên chiếc Samsung S10 Plus của chúng ta. Hầu như là các thiết bị cao cấp đến từ Samsung thì đều được trang bị tính năng chống rung quang học, nhưng mà trên S10 Plus này của chúng ta sẽ được cải thiện nhiều hơn so với những cái phiên bản trước, và nó hoàn toàn giúp chúng ta có những trải nghiệm tốt nhất có thể đến từ cái chất lượng camera này. Và đây sẽ là một sản phẩm rất là phù hợp đối với những bạn nào chúng ta thường quay phim nhưng lại không có thiết bị chống rung, và nó sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều nhé. Một cái điểm mà mình rất là thích đó chính là máy chúng ta sẽ được trang bị cảm biến siêu âm vân tay trong màn hình. Mặc dù đây không phải là cái sản phẩm mà đi đầu và cũng như làm đầu tiên về cái phần này, chúng ta sẽ có những cái sản phẩm trước chẳng hạn như Mi 8 Explorer nè, thì nó cũng đã được trang bị. Nhưng mà đây là một cái sản phẩm đầu tiên được trang bị cảm biến siêu âm, còn những cái khác thì chỉ là quang học mà thôi. Và Samsung đã làm rất là tốt khi mà cái bước đi đầu tiên của họ đã cho chúng ta những cái trải nghiệm cực kỳ tốt. Và mình sử dụng thì cảm thấy là rất là phê luôn các bạn. Nó mở quá, phải nói là cực kỳ nhanh, nó không khác gì vân tay một chạm siêu âm, những vân tay một chạm mà cảm biến ở phía sau mà mặt lưng cả, hoặc là ở phía trên mà nút hoa màn hình cả. Và nó hoàn toàn chúng ta một cái thời gian trải nghiệm rất là tuyệt vời, và nó sẽ không có những cái sự bị chậm trễ hay bị delay hay là những cái hiện tượng là bị lỗi xảy ra. Và tính tới thời điểm hiện giờ thì Samsung vẫn chưa có cái vấn đề phốt gì về cái việc là vân tay bị lỗi cả, và đây là cái việc mà sẽ cho chúng ta những trải nghiệm tốt nhất có thể. Và cái tính năng cuối cùng mà mình sẽ chia sẻ với mọi người, mặc dù đây không phải là một cái tính năng gọi là thông dụng và cũng sẽ được nhiều người sử dụng máy cho lắm, nhưng mà bởi vì nó cũng là một cái sự cải tiến Samsung thì mình cũng sẽ liệt kê ra cho mọi người luôn, bởi vì mình cũng có cảm thấy một cái sự hay ho của nó trên đó. Đó chính là tính năng Power Share. Và nếu như dịch ra tiếng Việt thì nó tức là chia sẻ năng lượng đó các bạn. Tức là đối với cái sản phẩm S10 của chúng ta sẽ có thể sạc được cho cái sản phẩm khác, nhưng với một điều kiện, đó là sản phẩm kia của chúng ta phải có hỗ trợ sạc không dây. Tức là khi chúng ta để cái chiếc S10 của chúng ta và bật cái tính năng Share Power này lên thì chúng ta sẽ đặt cái điện thoại khác lên mặt lưng của chiếc S10 của chúng ta, và nó sẽ truyền năng lượng, truyền điện từ cái sản phẩm S10 Plus của chúng ta sang cái sản phẩm kia, và nó sẽ có hỗ trợ sạc nhanh. Đây là một cái điểm rất hay trong những cái sản phẩm mà không có sản phẩm nào có thể làm được. Và máy thì nó sẽ có khả năng chia sẻ năng lượng cho cái máy khác, nên vì thế là dung lượng pin ở trên máy chúng ta sẽ khá là cao, lên đến tận 4000 mAh. Nhưng mà được có một cái rất hay là mặc dù dung lượng pin cao, nhưng mà máy hoàn toàn có một cái cảm giác rất nhẹ, không quá nặng so với những cái chiếc máy khác có cùng dung lượng các bạn nhé.
Và đối với cái sản phẩm của chúng ta, khi mà muốn truyền điện thì cái sản phẩm đối phương bên kia thì nó cũng sẽ phải là có hỗ trợ sạc không dây các bạn nhé, phải có tiếp nhận sạc không dây. Còn những sản phẩm không có thì đương nhiên nó cũng sẽ không thể nào hỗ trợ được. Nên vì thế là cái tính năng này thì mình cảm thấy nó cũng khá là hay ho, nhưng mà nó không phải là quá thông dụng. Bởi vì khi mà mình trải nghiệm với con S10 Plus này của mình thì hoàn toàn mình không có một cái thiết bị nào mà sạc không dây khác để mà mình có thể đặt lên cả, ngoại trừ cái Samsung Buds của mình, tức là cái tai nghe khi mà được Samsung tặng ra để mà những bạn nào mà reorder đầu tiên á, được tặng á, thì chỉ có sản phẩm Samsung Buds đó thì nó có sạc không dây thì mình có đặt lên để mà sạc thử. Còn ngoài ra những cái điện thoại còn lại trong nhà mình thì hoàn toàn không có sạc không dây. Rồi, và đó là tất cả những mà trải nghiệm của mình sau một cái thời gian dài sử dụng chiếc Samsung S10 Plus của chúng ta. Và phải nói là những dòng sản phẩm cao cấp đến từ nhà Samsung thì hoàn toàn không bao giờ làm cho mình thất vọng cả. Và nếu như mà ai hỏi với mình một câu là Samsung S10 Plus hoặc là những sản phẩm S10 năm nay thì có hoàn toàn đáng mua không, chắc chắn 100% mình sẽ trả lời đáng mua lắm nhá bác nhá, hoàn toàn rất ngon. Máy hoàn toàn là chúng ta những trải nghiệm tốt, những cái tính năng mới trên máy đều được cập nhật, và máy hoàn toàn sẽ không bị thua kém so với những cái sản phẩm nổi bật từ các hãng đến từ Trung Quốc. Nên là vì thế các bạn sẽ không sợ là cái sản phẩm của chúng ta sẽ bị lép vế về sau. Và nếu như anh em nào chúng ta muốn sắm ngay cho mình một chiếc Samsung S10 Plus thì các bạn có thể tham khảo bằng cách bấm vào link mình để sẵn dưới phần mô tả video, đi thẳng vào trang web di động thông minh tham khảo về giá bán của máy nha. Và xem xong video, nếu như những anh em nào chúng ta có những đóng góp ý kiến hoặc là những bàn luận gì về cái sản phẩm của chúng ta thì hãy để lại dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau bàn tán và chém gió tí xíu nha. Và mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Bạn nào thấy video này hay thì đừng quên like để mà ủng hộ video này, và đăng ký kênh đi review để có thể nhận thêm những video bổ ích từ bên mình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye nha.